quyết định là mình sẽ cho đi sâu về không? À, sẽ về bên nhà bên kia. Đúng rồi. Bên đây thì không được. Có dĩ dãn nó đối xử với Út làm sao sao? Bây giờ là Út có thể là nói lại đi. Như mỗi lần mà khi mà Út mà gặp chim sâu là Út sẽ nghĩ tới cái chuyện gì? Cái chuyện gì xa xưa? Út có nào bọc bạch đi. Thì Út cũng à. Nói thí dụ đi, Út nói như nhớ chuyện ngày xưa thì mấy đứa cũng biết cái gì. Yeah. Không, chuyện ngày xưa là chuyện gì? Chuyện thì những cái chuyện nào mà nó đối xử với Út làm sao? Thì nó là nó ra ngoài đường nó biêu xấu Út làm sao này kia thì Út nhớ mấy cái đó thành ra. Đó Út phải nói những cái Út không có muốn cho nó đi gì thôi. Đó. Thì Út nói cái đó con mới biết được chứ nhầm khi Út nói chuyện xa xưa tưởng là cái khúc mà chim sâu mua cục thịt đem về sao hay là mà mẹ con lúc mà chiên cá gì chiên thịt chứ chiên thịt chứ biết đâu về đây chim sâu làm cái món mà chuột sẵn kẹo ngon hơn xưa biết đâu Út sẽ hay là mở tấm lòng lại hay là chuột nấu canh khổ qua biết đâu chứ này Út mà cho cơ chim sâu mà cơ hội gì mà nói cái này ra chắc bị khán giả nói là mình ở đó nha nhưng mà cứ nói để mình thấy nghe nói này kia cho Út thử coi Út chọn phương án nào nó gọi là tấu ưu hơn để cho dẹn tròn đôi bên ha. Thì ví dụ mình cho một cơ hội nó đâu biết đâu chim sâu chuyến này lúc trước thì chỉ đi quằn quằn ở đây thôi không sửa tánh còn chuyến này đi sang tỉnh khác rồi bây giờ về sửa tánh sao tại đi cũng xa lắm mà về đổi tánh sao. Ờ chứ một lần thì cứ vòng vòng ở đây không hả không lên đó đây là có mười mấy cây số bao nhiêu bây giờ đi dưới rồi đâu có trăm mấy chục cây rồi nó khác rồi. Đó thì kính thưa quý khán giả thì nãy giờ tất cả anh em ở đây cũng có là nêu một cái số không phải là ý kiến cá nhân của mấy anh em quay ở đây. Dạ. Thì cũng có rất là nhiều khán giả cũng là yêu cầu tất cả anh em ở đây nói với cô Út là cô Út là hãy mở tấm lòng ra. À, là chào đón chim sâu một lần nữa để tình cảm mẹ chồng nàng dâu nó thấm thiết hơn nó nồng thắm hơn nhưng mà nói vậy chứ bây giờ sẽ có hai khía cạnh nha một khía cạnh đó là bên chim sâu là sẽ nói mình còn một khía cạnh mà mình năn nỉ nói Út là cho chim sâu về thì cái fan bên Út thì sẽ nói gì mình tại sao tống khứ nhỏ đó đi được là 10 người chết rồi mà suối suối hoài không nó cũng khó thì ý là cái này mình chỉ phân tích thôi thì con cũng nói giống như thế này thì hiện tại bây giờ là có 50% lượt khán giả là nằm bên Út là khuyến khích Út là không cho chim sâu đi vô nhà còn 50% còn lại là kêu Út là hãy mở tấm lòng ra thì phần còn lại tụi con chỉ là nêu lên những ý kiến của khán giả thôi đó còn cái phần quyết định sẽ là do Út quyết định đúng rồi con nghĩ là căng sợi dây không là một cái giọng nó cắt ngoài đó cái con. Có khi nào mà chim sâu về bất ngờ trao một nụ hôn mà thấm thiết với Út là sau đó là tình mẹ con sẽ trở lại ban đầu không? Say đắm à. Cái đó cũng như là mình mở tấm lòng vậy không? Chắc cái nụ hôn này tặng cái Út đã chứ không? Quá khoai rồi không? Ôi phải vậy, chứ là không phải vậy đó. Là từ ngày mai không còn nói gì hết á, Út thức dậy cái thấy nhà cửa gọn ghẻ này kia, đồ này kia phơ hết trơn. Biết đâu chuyến đó thì là chiều đi phải không? Chuyến này á là con nói luôn. Tại vì á mình theo cái khía cạnh để mình suy nghĩ thôi. Tại vì sao mà lần trước là về là chủ yếu là thăm dò, thấy tình hình nó cũng không có căng gì mấy. Rồi lần này về thêm một lần nữa, thử coi ý kiến sao. Thì chắc cũng có thể là sẽ quằn quằn ở đây hoài đặng xin mẹ yêu một lời tha thứ. Siêu lòng ha. Thiệt, ý là cũng con nói thiệt luôn đó. Như Út từ hồi sáng tới giờ đi chim sâu là đảo đi ngang mà nhìn Út là bao nhiêu lần liếc Út nhiều cái rồi nó đi bán cái số nó báo diện chứ không chim lại ý là cái tần suất mà chim sâu mà đi qua đi lại trước mặt Út nhiều không ít hả là hồi tối về Út là bả đi vô bả có thấy Út không thấy chứ Út ngồi dẫn rồi Út bảo làm sao rồi thằng Đức nó mới ra nó vô nó nói bà nội ba về kìa ba về có dẫn dịp hụng về nữa đó Út mới ở làm sao Út nói là không cho vô nhà đó ba con vô nhà thì vô chứ còn dì phụ mà nói không cho vô nhà cái tội nghiệp mình đứt đi nó mới chấp ta bà nội con xá bà nội con nói Mỹ bà nội cho dì phụ vô nhà đi để tội nghiệp dì phụ mà nói cho dì phụ vô nhà đi để dì phụ ngồi đó mũi không đó bà nội nó nói vậy đó nó hằng bà nội không cho vô nhà nó nói thôi mà bà nội cho dì phụ vô nhà để năn nỉ có buổi giờ vậy đó thằng Đức á đó rồi nó cứ nó ngồi ngoài đó hoài vậy đó. Rồi Hoàng Lâm nó mới kêu vô
nó nói gì với thằng Long, cái nhỏ nó nói là mẹ không cho vô nhà này kia vậy đó. Tự nhiên người ta không có nói mẹ không cho vô nhà mà người ta nói cái này thấy mẹ người ta thương út dịch lại tiếng khác sao. Tại chim sâu bình thường nói chuyện cũng khó nghe, cộng thêm nói nhỏ nữa. Ủa lúc đó là đi vô là không có chào út không? Không, nó vô nó không có hỏi gì hết. Nếu bây giờ mà theo như một cái tình huống con suy đoán á nghe, là lúc đó có thể là chim sâu là đang thấy là bé Đức đang năn nỉ dùm. Nên thấy họ thấy thành công á, còn đi vô quên. Quên ha. Quên. Chắc vậy cũng. Quên thôi. Nói chứ là hôm thấy Đức thấy cũng rất là tội nghiệp. Nó đang nghĩ út xá, út xá ly, xá liệt con lại con nội, con nội chơi gì cũng như làm. Không làm ly hết trơn hả? Không làm ly hết. Thiếu điều cũng sạch khói luôn không? Thôi mà cho gì phụng vô nhà đi mà, nó làm gì hết. Út cũng suy nghĩ rồi. Suy nghĩ gì? Thì bên kia người ta nói người ta bảo bọc của mình nó. Ủa mà cái vấn đề này con cũng thấy ngộ ha. Ngộ á. Là cũng như lúc trước á cũng nói là xuống dưới cũng sẽ là sắp xếp là hứa hẹn không? Rất là nhiều điều gọi là hứa hẹn này kia để cho ông Long là có một cái công việc rất là ổn định, nhưng mà tới bây giờ là không bị gì. Rồi bây giờ nè, con nói với Út mà cái lời Út nói ra là đúng chính xác, là anh Long nói với Út á là ở dưới ta chỉ bảo bọc chim sâu thôi chứ không có bảo bọc Long. Đó là lời của Long nói cho Út nghe chính xác luôn không? Long nói là một, hai nữa một cái người mạnh thường quân đó nói với Út luôn. À, mà nói là cũng như là người ta là lo cho một mình con Phụng thôi. Dạ. Chứ không có lo cho thằng Long. Ý là trước nhất là Long nói, rồi sau rồi có thêm một nhà hảo tâm nói nữa. Đúng rồi, không? Yeah. Vậy đó. Thì người ta cũng năn nỉ Út, cái người mạnh thường quân đó cũng nói là cũng như thôi bây giờ là em rộng lòng cho hai vợ chồng nó về trên đây ở đi. Chứ bây giờ ở dưới thấy thằng Long ở dưới thì rất là tội nghiệp. Nó hầm hinh, nó không chưa có bằng cái gì được. Thành ra người ta khi dở, người ta nói này nói kia, người ta nói thằng Long làm biến, không có bằng ăn. Thực tế ra thì thằng Long nó nói là ở dưới mẹ có bằng cái gì được bây giờ. Đó. Thì bây giờ không thẳng thì từ từ kiếm mà, nhưng mà người ta nói là thằng Long không có bằng, nó đi chơi đi bời đồ này kia vậy đó. Bây giờ người ta không có bảo bọc cho thằng Long, người ta bảo bọc cho chim sâu. Đó. Thì bây giờ Út cũng nói thẳng, không như Út nói vô cái kênh này như là mấy người này có nghe được rồi, nghe được Út nói rồi, thì nói. Á, muốn bảo bọc con chim sâu cứ việc dẫn chân chim sâu về dưới, Út cũng không cho nó ở trong nhà đâu. Còn con Út thì Út không có bỏ. Đúng rồi. Con Út thì Út giữ lại, khúc ruột mình cắt ra sao bỏ được ha. Đó, như vậy đó, nếu mà bảo chứ khỏi chứ bây giờ hai đứa nó cũng như vợ với chồng mà, bây giờ mà một năm mấy nay rồi mà nói bây giờ bảo bọc mình con chim sâu là bỏ thằng Long là như là sao, giống như ngu lân chức nữ ai chịu được đúng không? Thì bởi vậy Út cái nào Út nói thẳng đó, nếu mà như vậy thì cứ dẹp rút con chim sâu về. Út cũng không có chấp nhận con chim sâu ở trong cái nhà Út. Đó, như vậy đó. Còn nếu mà ở đây, nếu mà để con chim sâu ở này hoài thì tự giác đi ra ngoài mướn nhà trọ ở. Út gà trả tiền. Út bây giờ không có tiền mà ăn nữa, có đâu mà tiền đi trả tiền nhà trọ cho nó. Hết rồi tóc chưa? Hả? Hết rồi tóc chưa? Chưa có tiền hết. Hứa dẫn mà hết cho Út mà. Hả? Ừ, nữa con sắp xếp. Bát chép lại. Bên này bát chép nhuộm tóc đen lại luôn. Cái này theo anh nghĩ là cũng như là khi mà Út anh bây giờ liên tưởng đi ha. Út lên cái đầu mà nó hơi phồng mà nó bây giờ trước mức nhất á là nhuộm đen, rồi xong móc hai lai hai bên cho nó đổi phong thủy. Tại từ cấp là cái gì, là cái trắng trắng cái vàng vàng gì đó. Ý là vàng 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 vàng. Không phải xanh cũng được. Đẹp không? Đổ phong thủy chứ, từ lúc giờ hất tóc này bị hết bị người này nói tới bị người kia nói về đổ phong thủy nữa rồi. Có gặp may mắn nữa không? Nói còn đỡ đấy là nó. Dạ. Còn nhiều người lên like Út là toàn là để màu đầu đỏ, đầu vàng được không đó. Trời ơi, mẫu mới của bên dưới Sài Gòn người ta đó, không phải đơn giản đâu. Biết có thấy Vinh đó, bà nội coi nè, bà nội con chú Vinh chú để cái đầu của bà nội. Mẫu đó là mẫu mới nhất, gọi là fashion đó con, cái mẫu mới nhất người ta, cái tiệm rất là lớn ở dưới Sài Gòn. Vậy là Tết này Út làm cái đầu vậy đi ha. Luôn hả? Im lốt, con đầu tư thuốc nhuộm trước luôn. dẫn đi tiệm luôn là bất ngờ, dẫn đi tiệm luôn, có thợ luôn. Anh em mình thích màu nào đầu tư chốt thôi. Ốc bây giờ tính về đó bên kia. Tính về đi, về trước sau cũng vậy, từ cấp giờ thì cũng nói thì thông qua chim sâu người ta mới biết tới Út ha. Bây giờ con nghĩ gì đi, gần tới Tết rồi, cũng còn cỡ hai mấy ngày nữa tới Tết thì tới gần nào, khi nào gần tới Tết á thì mấy con Hùng Tiền lại dẫn Út với chim sâu đi salon tóc để tạo mẫu đẹp. Bà vợ chồng thì móc lai màu vàng, con dâu thì móc lai màu xanh.
đó vậy gì đó nó mới có cái chèn lin vô nó mới ngon lạnh đẹp. Đúng rồi đó. Hai người uống chịu không cái thì ú à không ồ ngon. Ngon luôn á, im nốt út già rồi nó mới hay là út chịu những cái mẫu mà nó quấn quấn mà nó khùng khùng lắm. Mẫu nó đây thật sự con nói luôn, nếu á nó nói Vinh á công nhận không, là nếu mà lúc mà chim sâu nổi á, nếu mà nó thật luôn á mà chim sâu còn ở đây con cũng bày trước mà để cái gọi với số ở ngoài thôi, là bán là bảo đảm là không bao giờ ế ha, mà nếu có ế á là cũng có anh em này kia mua hỗ trợ này kia, chứ thỉnh thoảng mà anh em quay mà có view này kia cũng có gỡ một chút tiền cà phê này kia, thành ra nó đâu có giống như bây giờ. Thiệt tình lúc đó mà cỡ một tháng trời ha là chim sâu bây giờ kiếm tiền là còn khủng hơn nữa, còn đi cái đi kia giờ được cái gì đâu. Con nói luôn, giống như nhà đó, con cũng nói thẳng luôn, nhà đó là người ta vui người ta cho ở, buồn người ta không cho ở làm gì người ta. Tại mình đâu có giấy tờ gì đâu. Mình đâu đứng tên được gì đâu. Đâu đứng tên được. Hỏi anh Ngừ ở ngoài tỉnh mà hai vợ chồng không có đăng ký kết hôn, không có mà đăng ký hộ khẩu ở đó, làm gì đứng tên nhà được. Thì giống như là ở đậu thôi, tao muốn vui người ta cho ở, buồn người ta đuổi. Bình thường cũng như đi mướn một cái căn nhà trọ mình trả tiền vậy thôi. Đó. Rồi như cái định lực nó là như nhưng vậy mà em thấy có nhiều người, người ta gọi là ta đại gia nữa, cái nhà rất đẹp, rất sang, nhưng mà chỗ đó người ta làm ăn không được, người ta chấp nhận, người ta còn bỏ không nữa. Chứ khỏi cần nói. À, thì nội trước mắt có thể là nhìn thấy là ở dưới đó cái căn nhà đó nằm chỉ là suốt có ngày nghe tiếng xe. À, chứ không làm được cái gì. Cái đó chịu là nó ở gần đường cao tốc hay gì. Cái chỗ cái đây cái đường của ai sang nhà nhà đúng rồi. Tại cái đường cao tốc suốt ngày chỉ nghe tiếng xe thôi. Nghe tiếng xe mà nằm ở trong vùng vắng, còn ở đây nghe tiếng xe mà lại rất là đông. Ở thành phố Đồng Hoàng nha, thành phố Đồng Hoàng. Ờ chứ không phải giỡn. Thành phố Hồng Ngự. Ờ thành phố Đồng Hoàng. Ờ dạ, thì Út cho phép con hỏi cái này là con hỏi thật lòng nha. Nếu mà thật sự trong lòng Út thì mình có suy nghĩ là mình sẽ mở cái tấm lòng từ bi ra cũng như để tiếp đón cũng như là để cho chim sâu thêm một cơ hội. Út chắc không có mở được.